Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Đức Vũ Vlog. Xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Như các bạn cũng biết thì mình xin quý vị thông cảm bởi vì mấy ngày qua mình cũng khá là bận rộn cho nên là mình đã không có cập nhật thêm một số thông tin. Nhưng mà hôm nay mình sẽ trở lại với quý vị và các bạn bằng cách là việc cập nhật một số các cái thông tin về anh chuyến trở về quê hương của anh Leo Nũ và em Thị Thái. Các bạn và quý vị cũng biết đặc biệt là trên các fanpage cũng như là của anh Leo Vũ cũng như là trang của anh Leo Vũ thì hoặc là một số cái kênh cũng đưa tin về anh Leo Vũ. Các fan thì rất là háo hức mong chờ từng ngày từng giờ để được gặp anh Leo Vũ, gặp em Thị Thái thì mình cũng sẽ cập nhật lại cho quý vị các bạn để cho quý vị các bạn thông lưu ý một số thông tin. Thứ nhất là ngày 12 tháng 7 đó, thì anh Leo Nũ và em Thị Thái sẽ diễn ở gặp được các fan ở phòng trà Đồng Dao, và ngày 18 tháng 7 tại nhà hát VOX có nghĩa là VOH theo anh nó còn gọi là Music One, thì để mong chờ để chờ đợi một cái buổi mà được gặp gỡ, được giao lưu cùng với mọi người rất là thích, đúng không quý vị các bạn? Được có thể được chụp hình cùng anh, được ôm anh, được trò chuyện cùng với anh thì hôm nay mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ sưu tập ảnh của anh Leo Vũ, của em đi Thái cũng như là con gái của anh Leo Vũ. Xin mời quý vị và các bạn đón xem cái bộ sưu tập này của mình.
các bạn cũng vừa mới thưởng thức xong cái bộ ảnh của anh Lê Vũ, Andy Thái cũng như là con gái của anh Lê Vũ. Trước khi kết thúc video này thì mình cũng xin nhắc lại ha, quý vị và các bạn lưu ý là anh Lê Vũ sẽ có hai buổi chính thức gọi là gặp gỡ các cái tình yêu của mình, tình yêu của mình thì các bạn lưu ý là khi có vé thì chúng ta hãy nhanh chóng để lấy vé để được gặp, để thỏa được cái mong ước của mình. Xin chúc cho anh Lê Anh Vũ, Andy Thái và đội ngũ của anh luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn cũng như là yêu thương để về gặp được các cái fan thân thương của mình. Nhân đây thì Đức Vũ cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là các fan của anh Vũ đã luôn yêu thương đồng hành cùng với Đức Vũ, cùng với anh Khánh Nguyễn, Fly in Tennessee. Đặc biệt thì Đức Vũ xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chị, quý cô bác và tất cả các bạn đã luôn âm thầm ủng hộ cho Đức Vũ Vlog cũng như là anh Khánh Fly in Tennessee. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.